Những hình ảnh đơn lẻ này thuộc về một dây chuyền quen thuộc có những mắt xích kết nối chặt chẽ với nhau, nhưng không phải để sản xuất ra hàng hóa mà hướng vào một mục đích quan trọng khác trong cuộc sống. Kính thưa quý khán giả, chương trình Cuộc sống và những điều kỳ diệu luôn quan tâm đến hai lĩnh vực, đó là lĩnh vực giáo dục và lĩnh vực y tế. Lĩnh vực giáo dục để đào tạo con người, lĩnh vực y tế cứu người. Hai cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Riêng trong lĩnh vực y tế, chúng tôi rất quan tâm tới những cái sáng tạo, những cái giải pháp đem lại cái cách cứu chữa bệnh nhân một cách hiện đại nhất, nhanh gọn nhất, đem lại cái hy vọng sống cao nhất cho bệnh nhân, là điều mà chương trình Cuộc sống và những điều kỳ diệu lần này quan tâm và sẽ kể một câu chuyện đến quý khán giả ngay sau đây. Kính thưa quý khán giả, trong cái phòng cấp cứu của bệnh viện đột quỵ tim mạch Cần Thơ có một cái giải pháp mà tôi tạm gọi là rất hiện đại. Bác sĩ Cường sẽ giải thích. Thì tại phòng cấp cứu này chúng ta thấy đây là cái hệ thống monitor trung tâm. Thì tất cả những bệnh nhân mà được mắc cái monitor trung tâm này thì dữ liệu sẽ được chuyển đồng thời về cái màn hình trung tâm. Có nghĩa là tất cả những bệnh nhân sẽ được theo dõi tại cùng một thời điểm. Nếu như chúng ta không có hệ thống monitor trung tâm này thì cái việc theo dõi bệnh nhân rất là khó khăn. Mà ngành y tế chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều trường hợp là vì chúng ta bệnh nhân nặng đó, chúng ta không theo dõi kịp, thậm chí một nhịp tim thôi ngưng nghỉ, chúng ta không phát hiện ra thì trong vòng 4 phút thì bệnh nhân sẽ tử vong. Và chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều trường hợp bệnh nhân tử vong lúc nào mà chúng ta không hay biết. Thì với cái hệ thống monitor trung tâm này nó sẽ giải thích và giải quyết được cho chúng ta, và nó ghi lại cái nhịp tim của bệnh nhân, nhịp thở của bệnh nhân, nhiệt độ của bệnh nhân và cái diễn tiến về tim mạch của bệnh nhân, coi có lúc nào bệnh nhân bị ngưng tim hay không. Chúng ta đều quan sát tại một thời điểm, có thể là 6 bệnh nhân, có thể 12 bệnh nhân, thậm chí là tối đa 32 bệnh nhân tại cùng một thời điểm. Thì đó là một cái rất là quan trọng trong cái trang bị tại phòng cấp cứu. Giả sử đây là một bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh này, thì dữ liệu bệnh nhân này ngoài cái hiển thị tại cái màn hình monitor con ở đây thì chúng ta thấy có một hệ thống trung tâm nó hiển thị những cái thông số của bệnh nhân này. Thì chỉ cần một bạn điều dưỡng ngồi đây thôi thì chúng ta có thể quan sát được hết bệnh nhân. Đây là cái màn hình song song của bệnh nhân chúng ta vừa thấy. Hiện nay là chúng tôi chỉ tượng trưng là 6 bệnh nhân, cho nên có 6 cái ô trên cái màn hình LCD này. Nếu chúng ta có 32 bệnh nhân thì cái màn hình này nó sẽ chia thành 32 cái ô nhỏ. Và khi có một cái nhịp tim nào bị ngưng nghỉ trên bệnh nhân thì ngay lập tức cái hệ thống nó sẽ báo ngay. Thưa quý khán giả, không chỉ cái giải pháp mà gom cái monitor, rất nhiều cái monitor vô chung một cái hệ thống như thế này để bác sĩ quan sát dễ nhất, thì bên cạnh đó còn một cái giải pháp mà tôi rất là quan tâm, đó là cách đưa cái mẫu máu xét nghiệm lên cái phòng xét nghiệm như thế nào để đạt hiệu quả nhất. Thì đây là cái hệ thống vận chuyển mẫu tự động. Thì với cái lý do là để giải quyết cái thời gian nhanh nhất cho bệnh nhân trong tình trạng cấp cứu, mà đặc biệt là cái cấp cứu đột quỵ, thì cái thời gian được đo bằng 1 phút thì có 2 triệu tế bào thần kinh mất đi. Do đó 1 phút sẽ có 2 triệu tế bào thần kinh mất đi. Do đó khi chúng ta chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ thì chúng ta phải làm sao chẩn đoán nhanh nhất, xử lý nhanh nhất. Và nếu mỗi một khâu nó trễ một chút thì bệnh nhân nó sẽ mất đi cái thời gian được cứu chữa tốt nhất. Do đó thì chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư cái hệ thống này, mặc dù nó rất là tốn kém nhưng mà nghĩ tới bệnh nhân. Do đó thì chúng ta làm sao chuyển mẫu đi nhanh nhất. Thì bác sĩ Sĩ sẽ thực hiện một cái quy trình chuyển mẫu máu lên cho bệnh nhân. Thì chỉ trong vòng 3 giây thôi thì cái mẫu chuyển bệnh sẽ đặt di chuyển lên tới lầu 3 tại trung tâm khoa xét nghiệm. Mất có 3 giây thôi. Mất có 3 giây thôi. Mà trong vấn đề xét nghiệm máu là cái thời gian vấn đề quan trọng luôn. Quan trọng cái thời gian rất là quan trọng để bác sĩ có thể đưa ra những cái quyết định điều trị phía sau. Sau khi được hệ thống hút tự động đưa lên phòng xét nghiệm với tốc độ trên 100 km/h, các mẫu máu của bệnh nhân được xét nghiệm bằng hệ thống máy tự động đời mới, rất hiện đại và tiên tiến, cho ra kết quả chính xác nhất với thời gian rút ngắn, chỉ còn 1/3 so với phương pháp xét nghiệm cũ. Trước đây, người ta chuyển mẫu máu trung bình mất khoảng bao lâu? Trước đây, nếu như từ lúc mà lấy máu cho bệnh nhân, chuyển đến phòng xét nghiệm thì trung bình chúng ta phải di chuyển khoảng 30 phút. 30 phút? Hệ thống tự động chuyển và nhận mẫu máu tốc độ cao đầu tiên tại Việt Nam này đã được áp dụng tại Bệnh viện Đột quỵ và Tim mạch Cần Thơ, phục vụ cho tất cả bệnh nhân.
Kính thưa quý khán giả, với cái tốc độ lấy máu và đưa lên cái phòng xét nghiệm và trả kết quả nhanh như tên bắn như thế này thì tôi nghĩ rằng rất nhiều bệnh nhân cùng một thời điểm sẽ được giải quyết cái vấn đề này, và thay vì tốn rất nhiều nhân lực và mất rất nhiều thời gian, mà trong ngành y thời gian được tính bằng phần trăm của giây, đôi khi một vài giây mà mất một mạng người, cái điều đó không ai mong muốn hết. Cho nên tôi rất khâm phục những người đã đẻ ra cái ý tưởng này và thực hiện thành công trong cái bệnh viện đột quỵ và tim mạch Cần Thơ. Theo lẽ thường, nước chảy về chỗ trũng, những thiết bị y tế hiện đại chỉ có ở những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng tại miền Tây Nam Bộ, máy chụp cộng hưởng từ đời mới nhất nhập khẩu từ Đức có giá trị hơn 2 triệu đô la Mỹ đã có mặt, gây bất ngờ cho mọi người. Trước đây thì chúng ta thấy phổ biến nhất là cái máy chụp cộng hưởng từ, cái mức độ từ trường cao nhất là 1.5 tesla. Thì đây là cái máy đầu tiên cho khu vực miền Tây là có cái mức từ trường gấp đôi, nghĩa là 3 tesla. Thì nó sẽ cho chúng ta chụp những cái hình ảnh chính xác nhất và trong một cái thời gian nhanh nhất. Nếu như thí dụ như là cái máy 1.5 tesla mình chụp khoảng nửa tiếng thì cái máy này chụp khoảng 15 phút mà thôi là chúng ta thấy được những cái hình ảnh mạch máu sắc nét như thế này mà không cần phải bơm thuốc. Trước đây nếu như chúng ta muốn coi hình mạch máu là chúng ta phải bơm thuốc, và chích thuốc vô người thì nó sẽ tiềm ẩn nguy cơ sốc thuốc, dị ứng, ngứa, và chúng ta không thể dùng cái vấn đề đó để tầm soát vấn đề đột quỵ tại vì xâm lấn cho bệnh nhân. Còn đối với cái máy thế hệ 3 tesla này thì chúng ta phải coi hình mạch máu thấy rõ như thế này. Rõ ghê hả? Cái độ nét nó mức độ bao nhiêu? Cái độ nét này nó tương đương với là chụp mạch máu não bằng cái máy mà luồn ống vô DSA giống như anh Thái nó từng quay rồi. Có nghĩa là để chẩn đoán thì gần như là nó có thể giải quyết được tốt nhất cái vấn đề chẩn đoán. Người có cái não thì bệnh viện nó có cái não nằm ở đây. Thì cái não ứng dụng này, nhiều tiện ích của những giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến vào việc khám chữa bệnh. Các y bác sĩ đã nỗ lực tạo nên những điều kiện thuận lợi nhất cho bệnh nhân ở miền Tây Nam Bộ hiện nay. Cả hệ thống dây ở bệnh viện này thì hơn 30.000 mét, tức là hơn 30 cây số. Và đội ngũ nhân viên tôi phải thi công là trong khoảng 6 tháng trời. Đấy, thì tất cả các dây và tất cả các kinh nghiệm mà chúng tôi tích lũy được từ khi mà chúng tôi làm trong ngành quản lý bay, rồi các cái nhà mạng viễn thông lớn tại Việt Nam thì chúng tôi đều áp dụng để mà cho cái dịch vụ cao nhất tại bệnh viện này. Đây là một trong những công trình mà chúng tôi thấy là nó có thể là đứng hàng đầu tại Việt Nam và có thể so sánh với các cái nước khác. Bên này mình có một cái hệ thống tổng đài trung tâm, thì khách hàng có thể truy cập vô cái số hotline là 1800 1115. Thì cái tổng đài này có thể tiếp nhận 30 cuộc gọi cùng lúc. Thì khách hàng chỉ việc nhấc điện thoại gọi thì sẽ có một đội ngũ bên chỗ bàn thịnh đây là chăm sóc tận tình. Khi em nghe cú điện thoại của bệnh nhân thì em sẽ biết được điều gì? Khi mà bệnh nhân gọi đến tổng đài thì màn hình máy tính sẽ hiện lên là thông tin của bệnh nhân, địa chỉ, số điện thoại và bệnh án của bệnh nhân, tức là bệnh nhân đã từng khám tại bệnh viện mình bao nhiêu lần, kết quả xét nghiệm là thế nào, và lần một là đơn thuốc là như thế nào, và lần tái khám của bệnh nhân là ngày nào. Thì khi bệnh nhân gọi lại thì mình sẽ báo khách hàng là anh chị ơi tới ngày đã tới khám. Thì anh chị sẽ sắp lịch được và đi tái khám. Anh hình dung được rồi, tức là anh là bệnh nhân. Dạ. Anh đã từng khám bệnh ở đây rồi. Dạ. Anh có hồ sơ bệnh án ở đây. Dạ, đúng. Khi anh gọi điện thoại tới, dạ, anh không cần phải nói tu tin gì, số dạ, điện thoại gì, không cần nói, chỉ cần số điện thoại em dạ, sẽ có đầy đủ thông tin hiện, lên màn hình hiện trên màn hình vi tính. Và em nắm đầy đủ lịch sử của bệnh nhân đó. Dạ, đúng. Và em giải quyết rất là nhanh. Kính thưa quý khán giả, và lần đầu tiên tôi được chứng kiến một cái hình ảnh rất là độc đáo. Đó là gì? Cái ca mổ giả định đang tiến hành ở dưới cái phòng mổ thì tất cả hình ảnh được truyền qua một cái hệ thống đường truyền rất là hiện đại để đưa lên hình ảnh trên cái hội trường này rất rõ nét. Đấy, mọi việc đang được chuẩn bị giả định cho một cuộc mổ. Nhưng cái việc này nó đòi hỏi những cái yếu tố kỹ thuật gì, thưa bác sĩ? Để giải quyết được những cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy trên cái màn hình này thì cả một cái quá trình rất là kỳ công. Và chúng ta phải tính toán hết từ cái đầu tư ban đầu về kể cả cái hệ thống dây cáp như thế nào, rồi hệ thống tín hiệu đi làm sao, rồi máy móc thiết bị, camera. Và chúng ta tích hợp vào nhau trong tòa nhà. Thì giống như chúng ta đã biết rồi, nghĩa là cái tòa nhà này nó chứa hơn 30.000 mét dây cáp tín hiệu để đưa được những tín hiệu lên phòng mổ mà chúng ta thấy là rất là gọn ghẽ. Đối với những cái sự kiện trước đây chúng tôi từng làm
thì chúng ta phải chở không dưới hai cái xe tải về dây cáp, và kéo cái dây cáp này ngoằn ngoèo trong bệnh viện đi vào phòng mổ thì nó không bảo đảm vô trùng, và nó không bảo đảm cho cái cuộc mổ, và cuộc mổ nó diễn ra thường rất là thời gian rất là khó khăn để đưa được một cái tín hiệu truyền hình trực tiếp từ phòng mổ đến hội trường để giảng dạy. Đó là một cái điều rất là kỳ công và không phải ở đâu cũng làm được, kể cả ở nước ngoài. Đôi nét hiện đại trong dây chuyền y học tiên tiến của bệnh viện đột quỵ tim mạch đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long đã được xác định mục đích hoạt động ngay từ đầu, đem lại một dịch vụ y tế tốt nhất cho mọi người dân, góp phần làm giảm đi rất nhiều bệnh nhân các tỉnh ở miền Tây Nam Bộ đổ về thành phố Hồ Chí Minh gây sự quá tải. Trên hết, đó chính là trí tuệ và tâm huyết của những con người đã tạo nên chúng. Kính thưa quý khán giả, tất cả những gì mà chúng ta nghĩ rằng chỉ có các nước văn minh phát triển có nền y học hiện đại mới làm được, thì hiện nay chúng ta đã thấy ở Việt Nam làm được, làm rất tốt, và tôi tin rằng trong tương lai không xa mình sẽ sánh vai với các cường quốc về y học trên thế giới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong một chương trình Cuộc Sống và Những Điều Kỳ Diệu lần sau.